tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Yên Phong, huyện Bắc Mê. Đoàn thiện nguyện đã trao tặng 300 cặp sách học sinh, 300 chăn ấm, 100 bộ quần áo, 200 hộp sữa bột cùng tiền mặt. Tổng kinh phí trị giá gần 250 triệu đồng. Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Hà Giang. Giao thông bị chia cắt, cuộc sống của người dân gặp khó khăn. Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy nói riêng và công an thủ đô nói chung. Không chỉ là những món quà thiết thực mà giá trị đọng lại sau chương trình là tình quân dân, nghĩa đồng bào ấm áp, sự tương trợ, sẻ chia trong gian khó. Đó cũng là hình ảnh người chiến sĩ công an luôn sẵn sàng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, nhưng trong đời thường cũng vô cùng nhân hậu, sẵn sàng hỗ trợ đồng bào trong bão lũ.